Chương 1118, phân tích sau đó, tất cả đã được xử lý đúng cách, đã báo cáo với Tổ đình, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi tới Hắc Hoàng Thành, Lưu Úy Siêu nói với Từ An Vũ, Từ An Vũ gật đầu nói, Tổ đình sẽ chỉ sợ không dễ dàng để cho chúng ta tiếp nhận Hắc Long Thành như vậy, chuyện này ngài thấy thế nào? Lưu Ý Siêu trầm giọng nói, trước khi người thành hoàng, chúng ta cố gắng khiêm tốn nhất có thể, Hắc Long Thành có thể không cần, để cho bọn hắn đi tranh đoạt là tốt rồi nhưng hắc ám long tộc muốn không chịu chúng ta trong tay long tộc đại nhất thống coi như tạm thời vô hoàng tổ đình cùng các tộc cũng không dám đối với chúng ta như thế nào từ an vũ nói ừ ta cũng nghĩ như vậy tha rằng con rút lại một chút cũng không liều lĩnh lưu ý siêu thần thiết nói người cũng không cần vội vàng liều lĩnh muốn không được người thành hoàng ổn định mới là tình huống tốt nhất ta hiểu lão sư lưu ý siêu trong lòng khẽ động nói an vũ ngươi cùng cận miểu lâm tiếp xúc khá nhiều ngươi đối với người này thấy thế nào từ An Vũ tâm thần khẽ động nói, cận Miểu Lâm rất không đơn giản, vốn ta cho rằng đã rất hiểu rõ hắn, nhưng đã trải qua trận chiến hôm nay, ta mới hiểu được, hắn dĩ nhiên so với tưởng tượng của ta che giấu còn sâu hơn. Hôm nay nhìn qua công kích chí mạng cuối cùng là ta cùng Mỹ công tử hoàn thành, nhưng trên thực tế, trận chiến này nhằm vào Á Ma Đại Yêu Hoàng, từ đầu đến cuối đều dưới sự chủ đạo của hắn, là hắn áp chế Ách Vận Châu để cho uy năng của Ách Vận Châu chẳng những không phát huy, mà còn cắn trả ám ma đại yêu hoàng cũng là hắn trước sau hai lần không dùng thủ đoạn gì khống chế á ma đại yêu hoàng. Từ đó là cho chúng ta có thể trước bị thương sau đánh chết, có thể nói toàn bộ chiến đấu đều nằm trong tay hắn. Lưu ý siêu đam chiêu nói, ý của ngươi là cận miểu lâm lúc trước chiêm hoàng chơi chiến còn chưa sử dụng toàn lực. Từ An Vũ gật đầu nói, Hắn là như thế, hắn khi đó nhất định là có bảo lưu, thậm chí là ta đều cảm thấy hắn đang che giấu cái gì đó. Vì không để cho hoàng gia xem trận chiến phát hiện, trận chiến hôm nay với ám ma đại yêu hoàng, hắn rõ ràng phải thong dòng hơn nhiều. Ngay từ đầu đã có loại cảm giác tất cả đều nắm giữ, điều này không có trong chiêm hoàng trí chi chiến. Luận thực lực ta có tự biết, nếu như là dưới tình huống bình thường, đối mặt với bất luận hoàng giả nào, lấy thực lực hiện tại của ta cũng không có khả năng chiến thắng đối phương. Lúc trước ta từng nói với hắn, thỉnh hắn ở thời điểm thành hoàng lưu lại cho ta một chút vị trí. Lúc ấy, hắn đáp ứng rất thống khoái. Sau đó, hôm nay nói với ta rằng hắn đã làm. Điều này làm cho ta có loại cảm giác. Hắn hình như đã sớm chuẩn bị tốt, muốn đổ hoàng. Tên này thật sự rất mạnh, rất mạnh. Lưu Ý Siêu gật đầu nói. Quả thật là như thế, trọng thương phiền toái trên người ngươi như vậy, hắn liền có thể giải quyết. Hơn nữa trận chiến hôm nay, hắn cho ta cảm giác không gì không làm được, phảng phất như không có gì có thể ngăn cản hắn. Bây giờ chúng ta có có mối quan hệ thân thiết và gần gũi với hắn ta và một đối tác như vậy là điều cần thiết. Ta thấy hắn đối với Long tộc chúng ta cũng rất thân hòa, bản thân lại nắm trong tay hung long, truyền thừa năng lực của thủy tinh đại yêu hoàng, tồn tại như vậy không thể làm địch nhân, chỉ có thể làm đồng bọn. Từ hắn Vũ thở dài một tiếng nói xem ra có hắn ở đây ta không đạt tới trình độ thủy tinh miện hạ trước kia lưu ý siêu mỉm cười nói cũng không cần nghĩ như vậy long tộc chúng ta có nội tình của mình hắn tồn tại đặc thù như vậy rất có thể cùng thụ tổ có quan hệ mật thiết thụ tổ năm đó cường đại cỡ nào cuối cùng lại dung nhập vào trong thiên địa hơn nữa hắn có năng lực long tộc ta đem hắn trở thành một phần tử của long tộc mà đối đãi là được nếu hắn không phải là đối tượng đối kháng của chúng ta lại có thể gọi là đối tượng học tập của ngươi từ an vũ cũng nở nụ cười nói Ngài nói đúng, thẳng thắn mà nói, đối với cận miểu lâm, sau này ta xuất phát từ nội tâm vui vẻ phục tùng, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ở Tố Đinh Nghị Hội Sơn, bầu không khí ngưng tụ quanh quẩn trong hội nghị, nhất là bên thiên vũ đế quốc, không khí càng trầm thấp phẳng phất như muốn nhỏ ra nước. Lại là một gã hoàng giả ngã xuống khi bầu trời mưa máu phiêu đáng. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là làm thế nào lại có thể? Vì sao lại có hoàng giả đột nhiên ngã xuống? Phản ứng thứ hai là ngã xuống là ai? Mà lúc này sự tình đã biết rõ, ama đại yêu hoàng ngã xuống đó chính là Á Ma Đại Yêu Hoàng, Hắc Ám Long tộc trưởng, thành chủ Hắc Long Thành, hoàng gia duy nhất của Long tộc, thế nhưng ngã xuống. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí chủ vị, nhưng yêu quái tộc khác cùng tinh quái tộc, hoàng gia phân biệt ở hai bên. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên Dương Thiên Linh Hoàng trầm giọng hỏi. Bất tử Đại Yêu Hoàng ở đối diện nhắm hai mắt rũ xuống, cũng không có ý muốn hỏi, dù sao quan hệ giữa Long tộc và Phượng Hoàng yêu tộc tương đối phức tạp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói: vừa mới nhận được tin tức, Á Ma Đại yêu hoàng ngã xuống ở thủy tinh thành. Trước đây không lâu, Thủy Tinh Thành thành chủ Trần Hoàng Tư An Vũ ở trên đường bảo hộ Lam Kim thủ tộc trưởng lão trở về Thủy Tinh Thành gặp phải chặn giết. Ngoại trừ Tư An Vũ ra, những người đồng hành khác toàn bộ gặp nạn. Trưởng lão Lam Kim thủ tộc cùng với tộc nhân đi theo thì cốt không còn. Chúng ta đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Dựa theo Long tộc nói, hôm nay Á Ma Đại yêu Hoàng lấy danh nghĩa thăm Tư An Vũ bị thương đi tới Thủy Tinh Thành muốn nhân cơ hội để cho tất cả Long tộc thuần phục hắn. Kết quả lại bị Long tộc phản kháng, Tư An Vũ đã đạt được tộc trưởng Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm chữa khỏi thương thế, cũng là kịp thời xuất hiện. Hắn mời Cận Miểu Lâm, Mỹ công tử liên hợp ba đại chuẩn hoàng lực, hơn nữa mượn thủy tinh thành tăng phúc, đánh chết ám ma đại yêu hoàng. Nghe xong lời kể này, các vị hoàng giả ở đây đều không khỏi sắc mặt khác nhau. Mạnh Mã đại yêu hoàng nhịn không được nhíu mày nói: "Sao lại có Cận Miểu Lâm? Lần trước Kim Cương Thế Tinh Hoàng ngã xuống có liên quan đến hắn, lần này còn có hắn." Thiên Dương Thế Tinh Hoàng liếc hắn một cái lạnh nhạt nói: "Lam Kim thụ tộc đã chết trưởng lão cấp bậc đại yêu vương." Vì sao hắn không thể ra mặt Mọi thứ đã rõ ràng Người có được lợi ích đánh lén Từ An Vũ Không thể nghi ngờ chính là ám ma đại yêu hoàng Chỉ là hắn không nghĩ tới Cận Miểu Lâm sẽ chữa khỏi thương thế cho Từ An Vũ Thủy tinh thành chủ Thành lực lực lượng cực mạnh dưới sự chống chế của Từ An Vũ Hắn vốn không lấy lực lòng Hơn nữa Cận Miểu Lâm cùng Mỹ công tử Đối kháng không được cũng là bình thường không thể nghi ngờ cái chết của Á Ma Đại Yêu Hoàng đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói không phải là chuyện xấu gì. Trên một Á Ma Đại Yêu Hoàng, song phương hoàng giả thực lực đối lập lần nữa xảy ra biến hóa vì diệu. Nhật Thần Đế Quốc đã bắt đầu chiếm cứ một ít thượng phong. Do đó, cân bằng tên quái tộc phương diện chuẩn hoàng chỉ có một cận miểu lâm, yêu quái tộc lại có tình huống hài vị. Đối với việc này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiển nhiên là có chút vui sướng khi người gặp họa. Báo, cận miểu lâm chuẩn hoàng cầu kiến trừ vị miện hạ. Đúng lúc này, thanh âm tổ đình thân vệ truyền đến. Chương 1119 đến đây báo cáo Cận miếu lâm đang đến chưa Đây thật đúng là nói đến hắn liền đến à Thiên hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói Mời chuẩn hoàng đến nghị sự Rất nhanh đương tam liền được đưa đến trong đại sảnh nghị sự tổ đình Ánh mắt tất cả hoàng giả trước tiên tập trung trên người hắn Biểu tình đương tam vẫn bình tĩnh trong thong dong như trước Chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút ngượng trọng Thiên hồ đại yêu hoàng ánh mắt trầm ngâm nhìn chăm chú vào hắn Đương tam đi tới gần hướng các vị hoàng giả hơi khom người chào hỏi Cận miếu lâm gặp qua chư vị miện hạ. Đường Tam khẽ thở dài một tiếng nói Ta chính là tớ giải thích cho các vị miện hạ Chuyện lần này ta cũng không ngờ tới Sự việc xảy ra đột ngột, tình hình đặc biệt Từ sau khi rời khỏi tổ đình Ta liền trở về tộc bế quan Tiêu hóa thu hoạch trong trận chiêm hoàn chi chiến không lâu trước, ta vừa mới chấm dứt bế quan, nên bất ngờ nghe tin dữ. Tam trưởng lão tộc ta trên đường đi theo qua Minh Long tộc từ An Vũ tộc trưởng, đi tới Thủy Tinh Thành gặp phải tập kích ngã xuống. Tộc nhân đi cùng cũng toàn bộ ngã xuống. Về phương diện Long tộc, ngoại trừ tộc trưởng từ An Vũ trọng thương ra, những người đi theo khác cũng toàn bộ bị bọn lưu manh đánh chết. Trong khi kinh hãi, ta đi tới Long tộc hỏi tình huống. Lúc ta đến Long tộc, Tư An Vũ tộc trưởng đã trọng thương sắp chết thương thế trên người hắn phi thường đặc thù ta dốc hết toàn lực thông qua sinh mệnh năng lượng không ngừng làm dịu thân thể hắn mới đem hắn từ tử vong tuyến kẻo trở về có thể may mắn thoát khỏi hỏi về chuyện lúc đó từ tộc trưởng tuy rằng không thể rõ ràng biết bọn lưu manh là ai nhưng đã có suy đoán dù sao có thể xuống tay với hắn hơn nữa có thể xuất ra nhiều điều kiện thần khí một lần như vậy nội tình nhất định cực kỳ phong phú hơn nữa thân phận người có lợi ích phỏng đoán thân phận tên côn đồ đã muốn ra Đúng lúc này, Á ma Đại Yêu Hoàng đột nhiên đến, muốn Long Tộc Thủy Tinh Thành thuần phục. Hơn nữa, xuất giã ách vận châu, lấy vận rủi bao phủ Thủy Tinh Thành. Từ tộc trưởng kết luận, tên côn đồ chính là hắn, vì tự bảo vệ mình cũng vì báo thù cho tộc nhân. Vì thế, chúng ta cùng Á ma Đại Yêu Hoàng động thủ, cuối cùng dẫn đến Á ma Đại Yêu Hoàng ngã xuống. Đây là toàn bộ câu chuyện. Cái chết của một gã hoàng già ở trong miệng đường Tam nói ra có vẻ dễ dàng, chủ vị hoàng già nghe đều có loại cảm giác đương nhiên. Thiên hồ đại yêu hoàng nhíu mày nói, có thể đem quá trình nói thêm một chút chi tiết hơn một chút. Lúc Á Ma Đạo Hoàng không địch lại cũng không có chạy trốn sao? Đường Tam nói, đúng vậy, hắn không có lựa chọn chạy trốn. Đối mặt với, với hoàng giả, chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Lấy tộc trưởng Từ An Vũ làm chủ lực, ta làm phụ trợ, Thời khắc cuối cùng, Mỹ công tử mới xuất thủ, phối hợp với từ tộc trưởng đánh chết Á mà Đại yêu hoàng. Đây vốn là chuyện nội bộ Long tộc, chúng ta không nên tham dự. Một là vừa gặp, một cái khác cũng là bởi vì tam trưởng lão tộc ta chết, cho nên mới không thể là không phối hợp với từ án vũ tộc trưởng xuất thủ, không kịp thời giao cho tù đình xử lý. Quả thật là lỗi của ta, kính xin trừ vị hạ trách phạt. Thiên hồ đại yêu hoàng trầm mặc một chút, trách phạt làm thế nào để đổ lỗi cho điều này? hoàn gia đều đã chết hơn nữa, Đường Tam có một chút nói không sai, đây là chuyện của Long Tổng, là tranh chấp nội bộ Long Tổng, coi như là tổ đình cũng sẽ không nhúng tay vào một cái trùng tổng nội bộ sự vụ. Thế giới Thiên Hương Hoàng trầm giọng nói, á à, ma lần này thật sự là có đạo muốn chết, mâu thuẫn trong nội bộ Long Tổng bọn hắn coi như xong, vậy mà còn tập sát trưởng lão Lam kim thụ tổng, dưới tình huống lam kim thụ tộc vừa mới tuyên bố trung lập các tộc chúng ta bảo hộ lam kim thụ tộc còn chưa kịp hắn lại làm ra hành vi ác độc như vậy sự tình đã rõ ràng cận tộc trưởng là vì tự bảo vệ mới tiến hành phản kích cái chết của á ma tất cả mọi người đều rất hài lòng nhưng sự tình nếu đã xảy ra lại là do một thuận nội bộ long tộc dẫn đến ta cảm thấy hiện tại nên thương thảo một chút vấn đề về phía sau hắc long thành xử lý như thế nào ám à mang ngã xuống long tộc vũ hoàng thủy tinh thành bởi vì từ an vũ mà tạm thời lưu lại nhưng dưới tình huống vô hoàng long tộc cũng không nên chiếm cứ một tòa thành chủ nữa lời này vừa nói ra hoàng giả bên thiên vũ đế quốc đều lộ vẻ mặt khác thường không thể nghi ngờ đây là thiên dương thiên đình hoàng có ý tưởng Hừ, không thích hợp chiếm cứ thêm một tòa thành chủ nữa. Vừa lúc tiên phượng vẫn không có chủ thành của mình, ta thấy không bằng để tinh phượng tiếp quản hắc long thành long tộc ở hắc long thành ngược lại có thể đi tới thủy tinh thành thủy tinh thành đủ lớn dùng nạp long tộc hắc long thành hẳn là cũng không vấn đề gì bất tử đại yêu hoàng mở miệng nói á ma đại yêu hoàng đã chết hơn nữa là bởi vì một thuẫn nội bộ long tộc mà chết chuyện này tổ đình cũng không có biện pháp truy cứu trách nhiệm của ai vốn chi á ma đại yêu hoàng vẫn là sai trước Thiên Vũ Đế Quốc vô luận như thế nào cũng không thể để cho Nhật Thần Đế Quốc nhúng tay vào chủ thành bên mình, nhất là dưới tình huống thiếu đi một hoàng giả, thực lực trình thể lại có chút yếu bớt, lại càng không thể như thế. Chư vị đại yêu hoàng của Thiên Vũ Đế Quốc thậm chí còn may mắn, may mắn lúc trước trong chiêm hoàng chi chiến có hai vị chuẩn hoàng đều là yêu quái tộc, nếu không lần này phiền toái càng lớn. Đơn Tam lúc này đã lặng yên không một tiếng động lùi sang một bên, lặng lặng nghe chư vị hoàng giả va chạm. Sự tình cũng giống như hắn dự liệu, Á Ma Đại Yêu Hoàng vốn nhân duyên lại không tốt lắm. Hắn vừa mới báo cáo cũng đem sự tình cơ bản đẩy lên trên người Long tộc nội đấu. Đối với mình xuất thủ chỉ là một câu mang theo, thậm chí cũng không có giải thích vì sao Mỹ Công Tử lại đến Thủy Tinh Thành. Kế tiếp chính là va chạm giữa yêu quái tộc cùng tình quái tộc hoàng giả. Kết cục rõ ràng, thiên vũ đế quốc vô luận như thế nào cũng không thể buông tha, chủ thành như Hắc Long Thành. Dưới tình huống từ An Vũ không đến tham dự thương nghị, cuối cùng kết luận rất nhanh liền đi ra. Thiên Vũ Đế quốc bên này buông tha một ít lợi ích, giao ra hai con đường thương lộ đặc thù cho Nhật Thần Đế quốc bên này kinh doanh. Hà Long Thành cuối cùng rơi vào trong tay Tinh Phượng Đại yêu Hoàng vốn không có chủ thành. Tinh Phượng Đại yêu Hoàng Hoàng Lâm hề mặc tự nhiên là mừng rỡ quá đỗi. Ai không hy vọng có được một tòa chủ thành thuộc về mình? Chủ thành ý nghĩa không chỉ là tài phú, còn có tài nguyên. Tinh Phượng nhân mạch phát triển, có chủ thành hay không không quan trọng. Bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt gia lý thành. Lần này lại là vô tâm cắn liễu thành bóng dâm, Á mà Đại Yêu Hoàng đột nhiên ngã xuống lại mang đến cho hắn cơ hội. Dưới sự ủng hộ hết mình của bất tử Đại Yêu Hoàng, Hắc Long Thành sẽ đổi tên. Điều này làm cho Lâm Hề Mặc nhìn con rể tương lai của mình tâm tình rất tốt. Đây quả thực tương lai với nữ nhi cùng con rể tặng cho mình một phần đại lễ, thậm chí có thể nói là xính lễ của đường Tam. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tuy rằng rất khó chịu hắn, nhưng ở thời khắc mấu chốt này vẫn là nể mặt cháu gái mình, lựa chọn ủng hộ Lâm Hề Mặc. Bất tử đại yêu hoàng tuy rằng bên ngoài không phải là yêu tộc đệ nhất hoàng giả, nhưng ý kiến của hắn rất trọng yếu, dù sao hắn là tồn tại duy nhất bên yêu quái tộc có thể chống lại thiên dương thiên tình hoàng. Về phần ý nghĩa ý kiến của Long tộc, vậy không trọng yếu, ai cũng biết dưới tình huống vô hoàng, Long tộc không có khả năng bảo trụ được hai tòa thành chủ, hơn nữa dù sao lần này là đã chết một gã hoàng giả, Tô Đinh không trách cứ thủy tinh thành đã là mở ra một con đường. Long tộc vẫn luôn là đệ nhất cường tàu yêu tinh đại lục, khi có thể chèn ép những hoàng giả khác đều ăn ý không nói ra. Đương nhiên, Từ An Vũ cũng không ngốc. Sau khi đường Tam rời đi, trước tiên lên đi tới Hắc Long Thành. Ngoại trừ tiếp nhận tất cả long tộc của Hắc Long Thành ra, còn đem toàn bộ tiền tiết kiệm của Á Ma Đại Yêu Hoàng chuyển đến Thủy Tinh Thành, cố gắng hết sức để bảo vệ một phần lợi ích. Có Thủy Tinh Thành đại nhất đại lục, đại thành làm trụ cột, thực lực long tộc cũng không có tổn quá lớn. Chỉ cần tương lai Từ An Vũ có thể mau chóng thành hoàng, long tộc vẫn là cường tộc như trước.